Ăn đậu đen cùng thứ này cực bổ, tốt hơn cả nhân sâm, xương khớp cả đời luôn chắc khỏe và dẻo dai mà bà con nhất định phải biết. Bà con thân mến, viêm khớp là căn bệnh rất phổ biến, nó thường xuất hiện ở những người lớn tuổi, xương khớp đã bị thoái hóa và yếu dần đi. Tuy nhiên thì ngày nay, ngay cả những người trẻ vẫn bị bệnh đau khớp ghé thăm. Nguyên nhân là do đặc thù của một số công việc như ít vận động, ngồi lâu một chỗ, dẫn đến các xương khớp bị co cứng, lâu ngày sẽ hình thành lên bệnh viêm khớp. Bên cạnh đó thì chế độ ăn uống thiếu chất cũng là một trong những nguyên nhân làm cho khớp của chúng ta bị yếu dần đi. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo rằng ngay khi có các biểu hiện như là đau nhức xương khớp thì bà con nên ngay lập tức đi khám để được xác định nguyên nhân gây bệnh, đồng thời có những phương pháp điều trị hợp lý. Trên thực tế thì ngoài việc tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ thì nhiều người đã áp dụng các bài thuốc có nguyên liệu từ thiên nhiên. Tiêu biểu như là nước dừa hầm đậu đen giúp hỗ trợ kiểm soát triệu chứng bệnh rất hiệu quả. Chúng ta đều biết rằng đậu đen là một nguyên liệu tự nhiên rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Trong y học cổ truyền thì đậu đen có vị ngọt, đi vào can và thận, có tác dụng bổ gan, thanh nhiệt, giải độc, lợi niệu. Đậu đen được dùng để điều trị các bệnh do phong nhiệt, nhức đầu, sốt nóng, sợ gió, đau lưng, mỏi gối, thiếu máu, bí đái và lở ngứa. Do đó mà hàm lượng chất xơ dồi dào nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa. Điều trị các chứng đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, táo bón rất tốt. Trong đậu đen có chứa các chất chống oxy hóa, chất chống viêm, đồng thời nó cũng có tác dụng làm lành mạnh tạng thận. Ngoài ra thì đậu đen còn có tác dụng giảm cân, kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Nhờ vào hoạt chất flavonoid, hoạt chất quan trọng giúp ngăn chặn các gốc tự do, làm thay đổi tế bào gây ung thư. Đặc biệt hơn là theo các nghiên cứu, đậu đen có chứa sắt, canxi, phốt pho và kẽm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ xương khớp. Canxi và phốt pho quan trọng trong cấu trúc của xương, sắt và kẽm giúp hỗ trợ việc duy trì sức mạnh và độ đàn hồi của xương, khớp, giúp cho xương khớp của chúng ta luôn chắc khỏe và dẻo dai. Việc uống nước hầm đậu đen thường xuyên cũng là một cách để duy trì một hệ xương khớp khỏe mạnh và dẻo dai. Tuy nhiên thì người bị tỳ vị, hư hàn, tiêu chảy thì tuyệt đối không nên dùng đậu đen thường xuyên. Còn đối với nước dừa là một loại nước rất giàu vitamin, khoáng chất và là một thức uống cung cấp năng lượng cho cơ thể. Acid lauric có trong nước dừa sau khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất monounsaturin. Đây là một hợp chất có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa của người lớn và cả trẻ em. Có tác dụng như một loại thuốc kháng sinh tự nhiên giúp chống lại nhiễm khuẩn, nhiễm virus, nhiễm giun hay ký sinh trùng, chống viêm và ngăn ngừa quá trình oxy hóa diễn ra. Trong nước dừa có chứa rất ít đường và hàm lượng natri ít hơn so với các loại nước uống thể thao khác, nhưng lại chứa rất nhiều kali, canxi, giúp bổ sung và nâng cao mức năng lượng của cơ thể cho bà con năng lượng tối ưu. Ngoài ra thì nước dừa còn rất tốt cho làn da, hệ tim mạch và đặc biệt là giúp giảm cân. Quá trình trao đổi chất hoạt động thích hợp sẽ điều hòa tốt lượng đường trong máu, từ đó giúp kiểm soát các cơn thèm ăn không đáng có. Khi kết hợp nước dừa vào chế độ ăn kiêng, bà con sẽ cảm thấy việc giảm cân của mình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Do khả năng điều hòa lượng đường trong máu tốt, nước dừa cũng được coi là thực phẩm tốt cho bệnh nhân bị tiểu đường. Đặc biệt hơn nữa là với đặc tính kháng viêm của nước dừa có thể trợ giúp đẩy lùi biểu hiện viêm khớp, gây đau khớp, điều chỉnh huyết áp, lượng đường trong máu và mức cholesterol. Chúng cũng giúp nâng cao mức năng lượng và tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì nước dừa cũng khá hiệu quả để điều trị các bệnh lý như là cúm, dạ dày, kiết lỵ, khó tiêu, thận có vấn đề trục trặc, da khô ngứa và giảm nếp nhăn. Sự kết hợp tuyệt vời giữa hai nguyên liệu vô cùng rẻ tiền, lành tính là đậu đen và nước dừa sẽ cho ra kết quả chữa trị các bệnh về xương khớp cực kỳ tốt. Không chỉ đau xương khớp, tê buồn chân tay, đau lưng mỏi gối mà ngay cả các căn bệnh gút mãn tính cũng sẽ được đẩy lùi nếu bà con kiên trì áp dụng bài thuốc này. Vậy thì cách làm ra sao? Bà con hãy tiếp tục đón xem video để bắt tay vào thực hiện ngay nhé! Nguyên liệu để chế biến món này vô cùng đơn giản và dễ kiếm. Bà con cần chuẩn bị một trái dừa tươi. Không nên mua quả dừa đã gọt sẵn bởi vì có thể là chúng đã bị ngâm tẩy trắng, và nên chọn quả dừa bánh tẻ, không quá non cũng không quá già. Cùng với đó là một chén đậu đen xanh lòng. Đầu tiên thì bà con cho đậu đen vào rửa thật sạch bụi bẩn và vớt bỏ những hạt bị hỏng nổi trên mặt nước.
rồi ngâm trong khoảng vài tiếng để khi ninh đậu đen nhanh nhừ hơn. Đối với dừa thì bà con chặt mặt dừa và nhớ là giữ lại phần vừa chặt để làm nắp đậy. Sau khi đậu đen đã được ngâm thì bà con vớt ra và cho vào trái dừa bên trên. Chú ý là để cho nước dừa ngập mặt đậu đen, sau đó thì lấy phần nắp dừa đậy lại. Cuối cùng là bà con cho dừa cùng đậu đen vào nồi hấp cách thủy trong khoảng 4 tiếng, đun ở lửa liu riu để đậu đen được chín mềm. Sau khoảng 4 tiếng ninh đậu đen với nước dừa, bà con kiểm tra sao cho đậu đen chín nhừ là được. Cuối cùng là bà con tắt bếp và ăn khi mà nước đậu đen còn ấm. Bà con hãy ăn cả phần nước lẫn phần đậu đen cũng như cạo cả phần cùi dừa bên trong để ăn. Và chú ý là không nên ăn vào buổi chiều tối, bởi vì món ăn này dù rất tốt nhưng có thể sẽ khiến cho bà con có cảm giác bị đầy bụng, khó tiêu. Với công thức này thì bà con nên ăn khoảng 2 lần mỗi tuần để cảm thấy được công hiệu hiệu quả. Chỉ sau khoảng 1 tháng áp dụng, bà con sẽ phải ngạc nhiên khi thấy kết quả mà nó mang lại đối với hệ xương khớp của bà con. Từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản có ở xung quanh chúng ta, bà con đã có thể chế biến thành những món đồ uống vừa ngon, vừa bổ dưỡng lại tốt cho sức khỏe. Đậu đen và nước dừa không chỉ tốt cho người bệnh khớp mà còn tốt cho cả những người bị bệnh gút nữa. Sở dĩ đậu đen có công dụng tốt như vậy là bởi vì nó rất giàu chất chống oxy hóa và có tính kháng viêm, giúp giảm cơn đau nhức do bệnh gút, bệnh khớp gây ra. Và đặc biệt hơn nữa là các thành phần dinh dưỡng có trong nước hầm đậu đen làm giảm axit uric có trong máu và chất lắng đọng của tinh thể axit uric ở thận và xương khớp. Nước đậu đen hầm với trái dừa có khả năng làm giảm axit uric trong máu và ngăn ngừa hiệu quả căn bệnh gút. Chính vì thế mà những người trong độ tuổi trung niên, người già thì nên ăn nhiều các món ăn này để phòng tránh các bệnh về xương khớp tìm đến. Và bà con còn chần chờ gì nữa, hãy vào bếp và làm ngay cho các thành viên trong gia đình của mình cùng thưởng thức, phải không nào? Tuy nhiên thì bà con cũng cần phải lưu ý rằng những bài thuốc tự nhiên như là nước dừa hầm đậu đen không phải lúc nào cũng hiệu quả, bởi vì nó còn tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người cũng như sự kiên trì trong quá trình điều trị. Và thậm chí là nếu dùng sai cách, nó cũng có thể gây ra những phản ứng ngược. Ví dụ như một số đối tượng là người mắc bệnh viêm đại tràng, tiêu chảy, tiêu hóa kém thì không nên dùng đậu đen. Khi cơ thể đang mệt mỏi, mới vừa lao động nặng nhọc hoặc là tập luyện với cường độ cao thì bà con cũng không nên uống nước dừa. Do lúc này thì cơ thể của bà con đang rất yếu, việc uống nước dừa sẽ làm chậm chạp, không được dẻo dai, tay chân cũng trở nên yếu, rũ. Trong trường hợp bà con đã áp dụng các phương pháp trên mà cảm thấy không đỡ thì bà con cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.